Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 19 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Bị ngập sâu trên diện rộng, hơn nửa tháng qua, người dân ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa lao đao khi nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại nghiêm trọng. Tin trong nước, sáng nay Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, nghe các bộ ngành liên quan giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Tin thế giới, Lầu Năm Góc cảnh báo IS sử dụng chân thường làm lá chắn sống tại Mosul. Thưa quý vị và các bạn, trước khó khăn của đồng bào miền Trung khi phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của bão lũ, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Mức vận động đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một ngày lương, đồng thời khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp tích cực từ các nhà hảo tâm. Theo đó, ngay trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tham gia ủng hộ ngay khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động đợt quyên góp. Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ trích số tiền 800 triệu đồng từ Quỹ phòng chống giảm nhẹ thiên tai để giúp đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 10, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7 lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý A1 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng. Hội nghị đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai dự thảo đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường. Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý A1 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Lê Tấn Dũng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, xem xét đầy đủ các tiêu chí, nhất là đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ và cán bộ nữ khi bỏ phiếu tín nhiệm về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ 7 đã hoàn thành công tác bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, cơ cấu độ tuổi và tính kế thừa. Đoàn công tác Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Quản lý và Sử dụng đất đai Bùi Văn Hải làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 của thành phố Tân An. Thời gian qua, công tác quản lý đất đai nói chung, việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 nói riêng trên địa bàn thành phố Tân An đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, việc đạt điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được thành phố thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định. Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định của luật đất đai năm 2013. Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, nạp và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của luật hiện hành, không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, việc phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm được quan tâm và thực hiện tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Quản lý và Sử dụng đất đai Bùi Thanh Hải đánh giá cao việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 của thành phố Tân An, đồng thời ghi nhận những vướng mắc kiến nghị của thành phố, có báo cáo cụ thể để Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành trung ương xem xét, kịp thời khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 6 khóa 10 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng ủy khối trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách và các loại thuế trên 1.400 tỷ đồng, chiếm gần 22% tổng thu ngân sách của tỉnh, đóng góp công tác xã hội với số tiền trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng luôn được đảng ủy khối chú trọng quan tâm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Hiện toàn đảng bộ khối có 54 tổ chức cơ sở đảng với gần 1.700 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 92 đảng viên, đạt 92% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó tập trung xây dựng đề án sáp nhập đảng bộ khối các cơ quan và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh thành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp theo kế hoạch số 19 ngày 15 tháng 8 năm 2016 của tỉnh ủy. Hội nghị lần này cũng đã bầu bổ sung một đồng chí vào ban thường vụ đảng ủy khối khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị, sau 6 năm thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học SIWAP, hoạt động của các trường tham gia SIWAP trong các lĩnh vực có nhiều chuyển biến, đặc biệt là hoạt động dạy và học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây là đánh giá đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2016 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức sáng nay. SIWAP là chương trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam bằng việc hỗ trợ của chính phủ cho quá trình chuyển đổi sang mô hình dạy và học cả ngày ở các trường tiểu học có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của các tỉnh. Tại Long An, chương trình SIWAP được triển khai từ năm học 2010-2011. Tỉnh hiện có 48 trường thuộc 9 huyện thị xã tham gia. Đến nay, nguồn vốn SIWAP hỗ trợ cho Long An đạt trên 83 tỷ 900 triệu đồng. Hỗ trợ cho các hạng mục mua sắm đào tạo, hội thảo, quỹ giáo dục nhà trường, quỹ phúc lợi học sinh, chi lương tăng thêm cho cán bộ giáo viên để tổ chức dạy học cả ngày, xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, nhà đa năng, đầu tư trung tâm nguồn, vân vân. Với sự hỗ trợ của chương trình SIWAP, chất lượng giáo dục trong 6 năm qua được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, học sinh yếu giảm, không còn học sinh bỏ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 29 cá nhân đạt thành tích tốt trong triển khai thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học SIWAP. Thưa quý vị, suốt hơn nửa tháng qua, tình trạng ngập sâu trên diện rộng, một hiện tượng chưa từng xảy ra trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa đã làm cho nhiều hộ dân ở đây phải lao đao. Nước dâng bất ngờ đã gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống, khi nhiều diện tích hoa màu, chăn nuôi bị thiệt hại nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự từ phản ánh của người dân qua đường dây nóng 359-1212 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tiêu điều, quang tàn, cánh đồng trắng xóa một màu, tất cả đều chìm trong biển nước. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Mực nước sâu nhất tại đây khoảng hơn 1,5 mét. Nhiều hộ dân tranh thủ tận dụng nguồn nước sẵn có để tìm kế mưu sinh, trong khi người bị ảnh hưởng trực tiếp thì lại đứng ngồi không yên vì thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Tôi nuôi này khoảng 8 năm rồi, nhưng mà không có gặp kiểu này. Còn có nuôi bò nữa, nửa ra bò giờ đói. Thì xung quanh đó cái hầm đó nuôi nuôi cỏ để cho bò ăn, mà giờ nó ngập hết rồi, giờ cỏ đâu bò ăn. Cái hầm cá cũng hai mẫu ạ. Bức xúc rồi. Tôi cũng thả cũng các loại cá, nhưng mà giờ ngập tràn đi hết rồi. Chủ tịch xã là ông Út á, ông xuống ông đứng ngay chỗ cống ngay cầu á, là công ty nó cạn nước như vậy. Theo ổng là người chính quyền là ổng phải can thiệp liền cho bà con ta đỡ hư hao, mà còn này ổng nói là nước chảy bình thường. Tôi có bón công lúa chín rồi, giờ sắp thu hoạch rồi, giờ ngập cũng không có thu hoạch được. Bón công lúa giờ ngập khỏi bông luôn à. Công ty Cát Tường Phú Sinh chặn nguồn chảy vì họ đã đắp cái tiếng kinh tê K11 để làm cầu mà không tạo cái đường thoát nước ra. Vì chỗ đó mà ngập lên hư nhà xưởng tôi là một. Cái thứ hai là hư 1.000 tấn phân đã chế biến rồi và 9.000 tấn còn lại đã ướt sạch. Hiện nay là chúng tôi phải nghỉ 42 công nhân không có việc làm, gây ảnh hưởng lớn cho đời sống của họ. Bây giờ ai mướn gì làm nấy, giờ làm mỗi lần làm còn nước không ngập thì làm cho ông hai trả lương.
giờ nước ngập vậy ông cũng cho gạo ăn vậy chứ giờ khó khăn thì không có tiền. Đi giờ ai mướn gì làm nấy. Người dân ở đây cũng cho biết thêm, công ty cổ phần địa ốc Cát Tường Đức Hòa với tên gọi dự án khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh và triển khai thực hiện dự án từ tháng 4 năm 2016 với diện tích 79 hecta. Đến nay, công trình đang gấp rút xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cầu kênh TK11. Hệ thống cống thoát nước và kênh TK11 đã có từ hàng chục năm ở ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ và ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc. Nhưng hiện tại đã có dấu hiệu bị chặn lại. Vì vậy, khi trời mưa, cả khu vực này hiển nhiên chìm sâu trong nước. Ông Đức Thận với các tường này lấp bến luôn, coi như là nguyên một cánh đồng này là không còn một lối thoát nào hết, không có một lối thoát nhỏ luôn. Từ ở trên đường đá đường qua Củ Chi á, trở về đây là đổ hết về đây, ba xã nó tập trung về ngay chỗ này thôi, mà khơi vậy là nó không có thể nào mà nó chịu nổi. Lớp ngay chỗ này lớp Đức Thận lấp cái lỗ cống đằng đó nữa. Người dân khẳng định là vậy, trong khi đại diện chính quyền xã Đức Lập Hạ lại cho rằng mưa lụt rất là lớn thì nó cũng gây ngập các cái tuyến đường giao thông, thì nhà cửa một số, nhưng mà nó cũng không đến nỗi ảnh hưởng lắm. Cái này thì lúc đầu thì nó là có xây dựng, có làm cái hệ thống mà mương thoát nước, nhưng mà nó làm mới có một cống thôi là để xử lý. Nhưng mà với mức độ mà mưa rất là lớn mà mưa liên tục thì ngay cái chỗ này thì xã với huyện cũng với cái ngay cái chỗ ở đơn vị cái khu dân cư đó cũng có khắc phục kịp thời và khắc phục. Nhưng mà với khắc phục là hiện tại những tất cả các chỗ mà đường nó đổ về ngay cái chỗ vị trí đó, ngay chỗ vị trí đó thì nó lại trũng, thì nó lại từ từ thôi, chứ còn nếu như mà đổ hết cho ngay cái chỗ này thì nó cũng không đúng. Chưa biết con nước này xuất phát từ đâu, nhưng rõ ràng thiệt hại kinh tế trước mắt quả thật là rất lớn. Và giờ đây, người nông dân vốn đã cực khổ lại càng thêm khốn khó khi từng ngày phải tiếp tục vật lộn với lũ nếu như không có hướng giải quyết kịp thời. Nguyên nhân thật sự là do điều kiện thời tiết hay từ dự án khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thông tin chúng tôi nhận được từ trưa nay thì cho đến hôm nay, ngày 19 tháng 10, tức là đã một tuần lễ trôi qua kể từ ngày chúng tôi ghi được những hình ảnh mà quý vị vừa xem. Nhưng tình hình ngập úng trên địa bàn ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân nơi đây đang tiếp tục khốn đốn. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an huyện Cần Giuộc vừa tổ chức họp dân công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng có hành vi mua bán dâm. Trước đó, lúc 18 giờ 15 phút ngày 6 tháng 10 năm 2016, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ma túy công an huyện Cần Giuộc tiến hành kiểm tra hành chính quán giải khát 3 số 9 thuộc ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc thì phát hiện Nguyễn Thị L, sinh năm 1991, ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, là tiếp viên của quán đang thực hiện hành vi mua bán dâm với Đỗ Hoàng S, sinh năm 1986, ngụ ấp Chánh Nhì, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc. Quán cà phê 3 số 9 hoạt động từ tháng 11 năm 2014 do Phạm Thúy Hằng làm chủ. Theo lời khai của Hằng, khi khách đến quán có yêu cầu thì tiếp viên sẽ thực hiện hành vi kích dục cho khách. Tiền cho mỗi lần kích dục là 120.000 đồng, trong đó Hằng lấy 70.000 đồng và chia cho tiếp viên 50.000 đồng. Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Phạm Thúy Hằng, số tiền 17.500.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn 9 tháng. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với khách có hành vi mua dâm là 750.000 đồng, xử phạt tiếp viên Nguyễn Thị N, số tiền 200.000 đồng. Tiếp theo là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, trên địa bàn huyện Đức Hòa và Vĩnh Hưng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Qua tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 133 trường hợp vi phạm và 276 triệu đồng, tước 16 giấy phép lái xe. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, nghe Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Đây là phiên họp giải trình đầu tiên của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14, cũng là phiên họp giải trình đầu tiên được thực hiện theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân năm 2015 với một số điểm mới về quy trình, thủ tục. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, các địa phương đã có nhiều cố gắng triển khai nhanh chóng, kịp thời, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan. Hiện nay cơ bản đã thực hiện tốt giai đoạn 1 của quyết định số 22 và đều thống nhất đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng tốt hơn. Nguồn kinh phí do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cấp theo quy định tại quyết định số 22. Nhiều địa phương đã linh hoạt ứng trước kinh phí để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được cấp kinh phí. Một số địa phương còn huy động sự tham gia của cộng đồng và từ các nguồn khác để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình nhằm nâng cao chất lượng nhà ở. Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết nghị sửa đổi bổ sung nghị quyết số 1023 để có cơ sở cấp kinh phí hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng, tổng số 7.540 tỷ đồng. Mưa lũ đi qua, những khó khăn vất vả của người dân vùng lũ là rất lớn, cộng với việc dịch bệnh sau lũ do môi trường bị ô nhiễm có thể xảy ra. Ngành y tế Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp khắc phục, cấp phát thuốc và xử lý môi trường sau lũ. Với phương châm nước rút đến đâu, làm vệ sinh môi trường đến đó, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Tĩnh bám sát địa bàn, theo dõi tình hình, giám sát dịch bệnh và xử lý môi trường. Vấn đề nước sinh hoạt của người dân được đặt ra hàng đầu, lượng bùn bẩn và nhiều chất độc hại là môi trường tốt để dịch bệnh sinh sôi, nảy nở. Nên toàn bộ nhân viên của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Tĩnh tiến hành xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường, dọn dẹp các khu vực dễ phát sinh dịch bệnh. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đã cấp hàng trăm ngàn viên Chloramin B, Awastap cho thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Vũ Quang và một số nơi có ảnh hưởng sau mưa lũ. Lực lượng y tế phối hợp với các địa phương phun hóa chất để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt tại huyện Hương Khê, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây nên, lực lượng y tế đã tổ chức nhiều đoàn đến từng hộ gia đình, hướng dẫn giúp người dân xử lý môi trường, tham gia vào thao rửa nguồn nước, phun hóa chất để đề phòng các mầm mống, các ổ dịch. Sáng ngày 19 tháng 10, trên đường Nguyễn Kiệm, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy, làm một người chết và một người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe buýt bất ngờ lấn làn rẽ sang phải nên gây ra tai nạn. Vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 19 tháng 10, chiếc xe buýt mang biển số 51B30573 lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng từ quận 1 về quận Gò Vấp. Khi xe vừa đi qua siêu thị Co-op Nguyễn Kiệm thì bất ngờ xe buýt chuyển làn lấn sang phải gây nên va chạm với một xe máy. Cú va chạm mạnh đã khiến hai người đi trên xe máy ngã vào gầm xe. Trong đó, người phụ nữ bị xe buýt cán qua người, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên ngồi sau may mắn thoát chết, chỉ bị thương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Đến 9 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong. Thời gian qua, tình trạng nhiều xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, chuyển hướng thiếu quan sát gây tai nạn cho người đi đường và các phương tiện lưu thông khác xảy ra ngày càng nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến từ người dân và các chuyên gia giao thông cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên chấn chỉnh cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm để các tài xế xe buýt có ý thức hơn, hạn chế những tai nạn thương tâm.